Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng trong khung giờ quen thuộc vào lúc 16 giờ 40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, thẻ tín dụng là một loại thẻ mà ngân hàng cho phép người dùng sử dụng số tiền trong một hạn mức nhất định mà không cần phải có số dư trong thẻ của mình. Nói đơn giản thì đây là một loại thẻ giúp cho người dùng mua hàng trước và thanh toán trả lại sau cho ngân hàng, tất nhiên sẽ bị cộng thêm tiền lãi suất. Và chính vì vậy, loại thẻ này thường nhận được sự quan tâm của nhiều người. Và nắm được tâm lý này, bọn tội phạm đã gọi điện đến cho người dân, tự xưng mình là nhân viên ngân hàng, đưa ra lời mời tăng hạn mức thẻ tín dụng. Những nạn nhân đã sập bẫy như thế nào, thiệt hại ra sao? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Từ lúc mang thai rồi sinh con, do sức khỏe hơi yếu cho nên là tôi mới xin nghỉ việc luôn để ở nhà chăm con. Thì gần một năm nay á, kinh tế gia đình đều là do chồng tôi gánh hết. Hầu như mấy tháng gần đây á, gia đình không có đủ chi tiêu, cho nên là tháng nào cũng phải xài tới tiền ở trong thẻ tín dụng hết á. Tôi nhớ bữa đó tôi có nhận được cuộc gọi từ một cái số điện thoại lạ. Alo. Dạ, cho em hỏi đây có phải số điện thoại của chị Nguyễn Huỳnh Mai Linh không ạ? Dạ đúng rồi, anh là ai vậy? Dạ anh chào chị nha. Em là Sơn, nhân viên bên ngân hàng á chị. Em gọi để thông báo cho chị là hôm nay bên ngân hàng em có cái chương trình là tăng hạn mức tín dụng lên đó chị. Thẻ tín dụng của tôi hạn mức là 10 triệu, nhưng mà từ khi có em bé thì phải chi tiêu nhiều quá. Lúc đó tôi nghe cái người mà tự xưng là nhân viên bên ngân hàng nói vậy á, trời thì tôi mừng quá trời. Nếu như mà có thể tăng cái hạn mức tín dụng lên được mười mấy triệu thì coi như là quá tốt luôn rồi, ngay lúc mình đang cần tiền nữa. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mấy cái chuyện mà liên quan tới tiền bạc thì phải cẩn thận. Cho nên là trước khi mà đồng ý tăng hạn mức tín dụng thì tôi cũng hỏi kỹ lại thông tin đồ này nọ đàng hoàng. Tôi nhớ không lầm là thẻ tín dụng của tôi là mỗi tháng là 30%. Còn bây giờ nếu mà tăng mức lên thì có phải trả lãi thêm không anh? Dạ không nha chị ơi, ngân hàng bên em vẫn giữ nguyên cái mức lãi suất ban đầu cho chị là 30% một năm nè. Chỉ là tăng hạn mức tín dụng lên thôi, còn lại mọi thứ là vẫn giữ nguyên hết. Bây giờ tôi đâu đi làm nữa đâu, mà tại sao ngân hàng lại tăng mức tín dụng cho tôi vậy? Tôi có được cái thẻ tín dụng này là do hồi trước lúc mà còn đi làm ở công ty á, tháng nào mình cũng được công ty trả lương đều đặn mà trả qua tài khoản ngân hàng á, thì bên ngân hàng họ cũng nắm được thông tin, thì họ biết được là cái thu nhập của mình ổn định, cho nên á là họ mới cho mình đăng ký cái thẻ tín dụng này. Nhưng mà bây giờ thì tôi đã nghỉ công ty rồi, đâu có còn tiền lương hàng tháng chuyển vô tài khoản như hồi trước nữa. Bên ngân hàng họ biết rõ chuyện này chứ, thu nhập của tôi cũng đâu có tăng lên. Nếu mà như vậy thì vì sao ngân hàng họ lại tăng cái mức tín dụng cho tôi? Mà lạ ở chỗ nữa là chỉ tăng mức tín dụng chứ mà không tăng tiền lãi. Tôi thấy có cái gì đó kỳ kỳ sao á. Thắc mắc của chị Linh là rất đúng. Phía ngân hàng thường sẽ dựa vào thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc tài sản của chủ tài khoản để quyết định hạn mức tín dụng phù hợp. Tất nhiên hạn mức tín dụng phải nằm trong khả năng mà chủ tài khoản có thể chi trả được. Trong trường hợp này, ban đầu chị Linh được ngân hàng mở thẻ tín dụng vì có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Tuy nhiên hiện nay chị đã nghỉ việc, không còn đi làm nữa, tức là không có thu nhập cá nhân theo hợp đồng lao động. Nhưng vì sao vẫn được tăng mức thẻ tín dụng? Chi tiết này rõ ràng là không hợp lý. Và chính chị Linh cũng nhận ra sự bất thường này. Liệu kẻ gian có màn đối đáp như thế nào? Chị Linh có bị dẫn dụ vào bẫy lừa? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Cái đó là quy định chung của ngành ngân hàng thôi. Nhưng mà bên ngân hàng của em là còn xem xét thêm một vấn đề khác nữa. Nếu mà khách hàng có điều đặn thanh toán chu kỳ đúng thời hạn á, chị Linh là thanh toán hàng tháng điều đặn luôn. Đó, cái điều kiện này rất quan trọng nha chị. Giả lại bây giờ chị không còn mức thu nhập ổn định cá nhân từ hợp đồng lao động luôn, nhưng mà cái việc chi trả hàng tháng bằng thẻ tín dụng điều đặn như vậy là chứng tỏ là bản thân chị bây giờ đang có một nguồn thu nhập rất là ổn định. Còn nếu không á là chị cũng có được nguồn thu nhập từ người khác, đúng không chị? Mà nói tóm lại bây giờ nè, là chị vẫn nằm trong cái danh sách mà khách hàng của em được tăng cái mức tín dụng lên á. Tại vì chị đáp ứng đủ điều kiện hết luôn á chị. Đúng thiệt như cái anh đó nói. Mặc dù là tôi nghỉ làm, kinh tế gia đình thì cũng không ổn định, phải cân đo đong đếm từng chút. Nhưng mà vợ chồng tôi thì tháng nào cũng trả đầy đủ tiền thẻ tín dụng hết, chứ không có để bị mắc nợ. Nghe cái anh nhân viên đó nói tới đây thì thiệt là tôi cũng thấy yên tâm. Nói chung là cũng có phần tin tưởng hơn. Vậy cho tôi hỏi là thẻ tín dụng của tôi nếu mà được tăng thì tăng được bao nhiêu vậy anh?
Dạ, bây giờ cái là mình sẽ được tăng gấp đôi á chị. Ban đầu của mình là 10 triệu, bây giờ sẽ là 20 triệu á chị. Ồ, thiệt hả anh? Dạ, đúng tăng lên chị. 20 triệu luôn hả? Dạ. Dạ, dạ anh, cho tôi đăng ký liền luôn đi. Dạ rồi, bây giờ em sẽ gửi cái hình ứng dụng qua cho chị ha. Chị tải ứng dụng bây giờ chị đăng ký giùm em. Mà cái ứng dụng này á là để kiểm soát cái thẻ tín dụng của mình luôn đó chị. Ủa, trước giờ tôi cũng đang xài cái ứng dụng cũ rồi mà. Bây giờ có ứng dụng mới hả? Tại vì hồi đó tới giờ mỗi tháng tôi thanh toán toàn là qua ứng dụng mà tôi đang xài không à. Hiện tại thì bên ngân hàng em á đang phát triển thêm một cái ứng dụng mới nữa. Mà dần dần sau này á, tất cả các khách hàng thẻ tín dụng á cũng sẽ chuyển qua đây hết. À, bây giờ em sẽ gửi qua chị đăng ký giùm em nha. À, vậy là bây giờ là chuyển qua xài cái ứng dụng mới hết. Còn cái ứng dụng cũ là bỏ đi đúng không? À, dạ đúng rồi đó chị ơi. Vậy thôi. À, có gì ngày mai á tôi nhờ chồng tôi chở tôi lên ngân hàng rồi ký hợp đồng luôn ha. À, dạ không cần đâu chị ơi. Cái chuyện đó là hồi trước thôi. Còn bây giờ là mọi việc nó đều đơn giản quá hết rồi chị. Nó tiện lợi trên cái ứng dụng của mình luôn. Bây giờ là chị chỉ cần làm theo những bước em hướng dẫn ha. Đầu tiên là chị tải cái ứng dụng về cho em nè. Xong đó chị mở cái ứng dụng lên. Chị thao tác trên cái ứng dụng nó yêu cầu như thế nào á. Chị đăng nhập hết tất cả các thông tin mà ứng dụng yêu cầu. Sau đó bên ngân hàng em sẽ kiểm duyệt trong vòng 30 phút đến 1 tiếng là cái hoàn thành cái hồ sơ xét duyệt của mình đó chị. Vậy bây giờ thôi để em gửi cho chị cái hình đó ra rồi chị đăng ký ứng dụng giùm em ha. Rồi. Sau đó thì cái anh bên ngân hàng anh mới gửi cho tôi hình ảnh của một cái ứng dụng để tôi dựa theo đó mà tìm kiếm đúng cái ứng dụng đó rồi tải về á. Thì tôi nhớ cái ứng dụng đó có cái hình logo y chang cái logo của ngân hàng luôn. Sau khi mà tải về xong thì tôi mở ứng dụng ra coi thử, nói chung nhìn cũng ok lắm. Có đầy đủ thông tin hiển thị trên ứng dụng luôn, nào là tên ngân hàng nè, rồi logo ngân hàng, cái màu sắc của cái ứng dụng cũng là cái màu chủ đạo của cái ngân hàng luôn. Thì thấy vậy á, cho nên là tôi đâu nghi ngờ gì đâu. Mà giao diện thì cũng đơn giản, dễ sử dụng nữa chứ. Sau khi mà tôi bấm đăng nhập á, thì ứng dụng đó yêu cầu tôi nhập thông tin cá nhân, họ tên nè, rồi ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, căn cước công dân này nọ. Rồi ngoài ra nha, là cái ứng dụng còn yêu cầu tôi điền thông tin của thẻ tín dụng nữa. Thì có bao gồm là số thẻ, rồi mã CVV2, rồi ngày hết hạn thẻ. Thiệt tình á, cho tới tận lúc đó tôi vẫn chưa có nghi ngờ một cái gì hết á. Tại vì thứ nhất nè, cái ứng dụng này á, thiết kế phải nói nhìn vô là mình thấy chuyên nghiệp liền. Mà nó cũng rất là giống với lại cái ứng dụng thật của bên ngân hàng. Thứ hai á, là cái anh nhân viên hồi nãy anh nói á, là cái ứng dụng này á, là dành riêng cho khách hàng dùng thẻ tín dụng mà. Mình mới xài ứng dụng này lần đầu thì tất nhiên mình phải đăng nhập chứ, phải cung cấp thông tin cá nhân chứ, đó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Thì lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi đó. CVV2 là mã số được in trực tiếp trên mặt sau của thẻ tín dụng. Mã số này được dùng cho tất cả các mục đích thanh toán online. Chính vì thế, mã số này cần được bảo mật chứ không thể tùy tiện cung cấp cho bất kỳ ai. Bởi việc cung cấp mã số thẻ cũng như mã số bảo mật CVV2 sẽ tạo điều kiện cho kẻ gian chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng. Cái anh nhân viên hồi nãy anh nói với tôi là sau khoảng 30 phút tới 1 tiếng thì tôi sẽ nhận được thông báo về việc mà thẻ tín dụng được tăng hạn mức lên 20 triệu đồng á. Nhưng mà sau khi tôi điền thông tin đăng nhập trên ứng dụng xong thì chưa tới 5 phút sau là điện thoại của tôi đã có tin nhắn báo về rồi. Nhưng mà không phải tin nhắn được tăng mức ứng dụng mà là có chuyện xảy ra. Ủa? Trừ tài khoản tín dụng 7.500.000 đồng, số dư khả dụng 0 đồng. Ủa là sao? Mới vừa đăng nhập đăng ký cái ứng dụng mới tự nhiên bị trừ tiền, mình nó có mua cái gì đâu trời. Có khi nào ứng dụng bị lỗi không ta, hay là gọi lại cho anh nhân viên hỏi thử chứ làm ăn gì mà kỳ cục vậy. Mới vừa gọi cách đây chưa được 5 phút mà bây giờ thuê bao lần sao? Tưởng bị mất 7 triệu rưỡi lần sao? Vậy đó. Trước đó là trong thẻ tín dụng của tôi là còn khoảng 7 triệu rưỡi đó. Thì định để dành để mua tã sữa với mua đồ đạc cho con. Vậy mà bây giờ chỉ vì một phút mất cảnh giác thôi mà tôi bị nó lừa lấy sạch tiền luôn.
Tiền chi tiêu trong nhà thì thiếu lên thiếu xuống, bây giờ còn mất thêm tới 7 triệu mấy nữa chỉ vì mình dễ tin người thôi. Thiệt lúc đó là tôi giận bản thân mình hết sức luôn. Vậy là đã rõ, từ đầu đến cuối không hề có chuyện chị Linh được tăng hạn mức tín dụng như lời đối tượng Sơn đã nói. Sơn thực chất không phải là nhân viên ngân hàng mà chỉ là một kẻ lừa đảo, giả mạo nhân viên ngân hàng. Đầu tiên Sơn có được thông tin về chị Linh thông qua việc mua bán thông tin cá nhân khách hàng. Từ đó hắn lên kế hoạch đánh vào tâm lý những người đang trong tình trạng kinh tế bấp bênh, thường mong muốn được nâng hạn mức tín dụng. Sau đó Sơn đã dựng nên một câu chuyện lừa đảo hoàn hảo. Hắn ta đưa ra đầy đủ các lý do để thuyết phục chị Linh tin tưởng về việc chị được tăng hạn mức tín dụng lên gấp đôi và cần phải tải ứng dụng mới về, điền thông tin để đăng nhập. Đó vốn không phải là ứng dụng mới của ngân hàng gì cả, mà thực chất là một ứng dụng do bọn lừa đảo tạo ra, với thông tin và giao diện rất giống với ứng dụng thật của ngân hàng, để từ đó dẫn dắt con mồi điền vào những thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập, mã CVV2 của thẻ tín dụng. Dựa trên các thông tin này, bọn chúng đã thành công chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong thẻ tín dụng của nạn nhân rồi biến mất không dấu vết. Người dân cần hết sức cẩn trọng trước các cuộc gọi mà đầu dây bên kia tự xưng là nhân viên ngân hàng, đưa ra các lời đề nghị như là tăng hạn mức tín dụng, hỗ trợ mở thẻ mới kèm ưu đãi quà tặng, hay thậm chí là cho vay tiền với mức lãi suất cực thấp, v.v. Sau khi nạn nhân đồng ý những lời đề nghị này, thông thường kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu tải về một ứng dụng nào đó hoặc là truy cập vào một trang web. Những ứng dụng trang web này đều được làm giả một cách đầy tinh vi, y hệt như là ứng dụng trang web thật. Xin được chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến chia sẻ xin gửi về địa chỉ truyền cảnh giác vn@gmail.com. Còn bây giờ con Huy xin chào và hẹn gặp lại.